29 tuổi mà lớn tuổi gì không? Dạ lớn chị. Bạn em đồ gì có gia đình, có con hết trơn. Còn có một mình em chưa có gia đình. Em nói vậy chị đau quá. Tình trường thì nói chung là em cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời mà sinh viên. Còn mối tình thứ hai là lúc mà em đi làm. Thì quen anh đó cũng chia tay được 2 năm rồi đó chị. Tại sao mình chia tay? Dạ do ảnh nói em là người không có quan tâm, không có chăm sóc gì cho ảnh, chung là bỏ bê ảnh á. Nhưng mà em có thực sự không quan tâm không? Có quan tâm nhưng mà em không có thở lộ ra ngoài hết. Nói chung em chỉ để trong lòng á hay gì đó thôi. Sau đó rồi mình có muốn tìm hiểu ai nữa không? Dạ có, nói chung ở khu em á là cũng ví dụ như là Mai Hàn Quốc rồi gì đó. Cũng đăng ký 2 lần lận, nhưng mà lần một á là em là cẩn thận, em phải gặp người bên kia về thì em mới đồng ý. Nhưng mà bên kia thì nó nói là phải đồng ý luôn, làm liền luôn á, nhưng mà em lại không chịu. Còn người thứ hai á là người thân trong gia đình hay gì đó là Mai em, thì em cũng thấy nó vậy nên em không có sợ bị lừa gạt. Nhưng mà là người Hàn Quốc đúng không? Chị đó lấy chồng Hàn Quốc rồi chị. Cái anh đó là em chồng của chị. Chị mới làm mai cho em. Xong thì anh đó cũng phải là người Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Xong rồi em thấy như vậy á, em cũng đồng ý. Tại vì tụi em cũng lớn rồi. Chị nói là qua Tết anh đó sẽ đồng trả lời lại cho em. Xong tự nhiên qua Tết thì trả lời lại em là ảnh đó công việc chưa ổn định, cho nên ảnh chưa có về Việt Nam lấy vợ được. Xong không được. Tức là 2 lần đăng ký lấy chồng Hàn Quốc đều thất bại. Vậy là chưa có duyên với Hàn Quốc đó em. Em xin nhận giới thiệu là anh chào Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thoa, năm nay em 29 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Em là nhân viên kế toán cho một công ty về vỏ xe ô tô và du lịch. Thoa quận mấy vậy? Dạ em ở Bình Thuận anh. Bình Thuận vô đây đó hả? Dạ. Sài Gòn hân hoan chào đón Thoa đến nha. Mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư ạ. Dạ. Chào các vị khán giả trong trường quay và các vị khán giả trong xem truyền hình. Chào bạn Thoa bên kia. Bạn Thoa nữa chứ, quên. Em là tên gì? Em tên Tùng. Gì Tùng? Dạ, em là Lê Quốc Tùng. Lê Quốc Tùng. Lê Quốc Tùng là lùng quốc tế. Em 31 tuổi, em quê ở Long An, làm việc ở quận 10, em là nhân viên văn phòng. Mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Ưu điểm cũng là nhược điểm. Là em rất là nhút nhát. Nhút nhát. Trong đám đông thì rất là dễ tiếp xúc. Nhưng mà khi có một đối tượng là dễ bị khớp trong đám đông đó. Có cái tật xấu gì không? Em thì hay đã giận vô cớ gì không? Giận vô cớ, vu vơ. Nhưng mà mau hết giận không? Mau hết giận lắm. Được, mời đàn gái. Em thì là ưu điểm là người vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chịu khó, có tính độc lập, không phụ thuộc vào gia đình. Còn nhược điểm là em hay cứng đầu, lèm bèm. Cứng đầu là cứng cỡ nào cưng? Ví dụ như em mà làm đúng mà bên kia nói em làm sai thì em phải cãi chừng nào cho em làm đúng được thôi. Còn về tình trường? Tình trường thì nói chung là em cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời mà sinh viên. Còn mối tình thứ hai là lúc mà em đi làm thì quen anh đó cũng chia tay được 2 năm rồi đó chị. Tại sao mình chia tay? Dạ do ảnh nói em là người không có quan tâm, không có chăm sóc gì cho ảnh, chung là bỏ bê ảnh á. Nhưng mà em có thực sự không quan tâm không? Có quan tâm nhưng mà em không có thở lộ ra ngoài hết. Nói chung em chỉ để trong lòng á hay gì đó thôi. Sau đó rồi mình có muốn tìm hiểu ai nữa không? Dạ có, nói chung ở khu em á là cũng ví dụ như là Mai Hàn Quốc rồi gì đó. Em cũng đăng ký 2 lần lận, nhưng mà lần một á là em là cẩn thận, em phải gặp người bên kia về thì em mới đồng ý. Nhưng mà bên kia thì nó nói là phải đồng ý luôn, làm liền luôn á, nhưng mà em lại không chịu. Còn người thứ hai á là người thân trong gia đình hay gì đó là Mai em, thì em cũng thấy nó vậy nên em không có sợ bị lừa gạt. Nhưng mà là người Hàn Quốc đúng không? Chị đó lấy chồng Hàn Quốc rồi chị. Cái anh đó là em chồng của chị. Rồi chị mới làm mai cho em. Xong thì anh đó cũng phải là người Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Xong rồi em thấy như vậy á, em cũng đồng ý. Tại vì tụi em cũng lớn rồi. Chị nói là qua Tết anh đó sẽ đồng trả lời lại cho em. Xong tự nhiên qua Tết thì trả lời lại em là ảnh đó công việc chưa ổn định, cho nên ảnh chưa có về Việt Nam lấy vợ được. Xong không được. Tức là 2 lần đăng ký lấy chồng Hàn Quốc đều thất bại. Vậy là chưa có duyên với Hàn Quốc đó em. 29 tuổi mà lớn tuổi gì không? Dạ lớn chị. Bạn em đồ gì có gia đình, có con hết trơn. Còn có một mình em chưa có gia đình. Em nói vậy chị đau quá. Rồi vậy còn bên đàn trai? Dạ tính em nhát nên cũng chỉ thích để ý người ta thôi, chứ cũng chưa bao giờ yêu. Em chưa vô giờ yêu luôn. Có mối tình đơn phương nào không? Thích thì thôi chứ không dám nói luôn á. Em thích người ta thích cỡ nào mà không dám nói? Để ý gì thôi. Hoáng. 31 mà chưa có mối tình nào luôn. Chưa yêu ai hết, chưa hứa yêu lần nào. Thiệt luôn hả? Thiệt, nhìn thôi chứ không dám nói. Có lén lén hôn ai lần nào chưa? Chưa luôn, chưa dám ai luôn.
Trời ơi. Đơn phương không nói luôn. Không nói luôn. Để rồi nhìn đó. Người ta đi lấy chồng. Nhưng mà giờ em thích con trai hơn gái. Hả? Hả? Gái. Hả? Mà chắc không? Em có chắc là em thích con gái không? Thích. Thiệt không? Thiệt. Ông Mai à, bà sao? Mối muốn kiểm tra. Kiểm tra làm sao để biết là ta thích con gái? Kiểm tra làm sao để biết được người đó là con trai? Cái này tôi không kiểm tra được. Mà chắc chắn luôn. Chắc chắn là bây giờ hỏi thì về để xét về mặt tâm lý đi ha. Đủ gã bên kia không được sao. Em có bao giờ coi phim tình cảm không? Có. Em thấy hai người người ta hôn nhau đó em cảm giác cái gì? Nói chung là nó cũng cảm giác bồi hồi. Bồi hồi đúng không? Đúng rồi. Thấy bồi hai hồi. Người ôm nhau có bồi hồi không? Bồi hồi. Có bao giờ nằm mơ thấy mình hôn một ai đó không? Cũng có. Ừ. Được, cái này cũng có cảm giác. Nhưng mà tại sao 31 tuổi mà không có nắm tay ai là sao em nhát tới mức vậy hả? Cái tại ngại. Tại ngại sao? Hả? Ừ. Em cũng muốn lấy vợ không? Để lấy. Muốn lấy chồng không? Không. Cái chuyện này là ông phải thật sự chịu trách nhiệm nha. Ok, qua một cuộc sơ sơ chừng 30 giây tôi đã hiểu. Đây là người đàn ông đích thực. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là gì? Em thích dạng gái là đơn giản, hai người cùng chăm lo qua lại. Về ngoại hình? Người bạn gái bình thường thôi, khoảng 1m58 hoặc 1m6 cũng được. Thoa bên này là ở Bình Thuận. Mà bạn gái này ở Tánh Linh hả ta? Em ở đâu Thoa? Em ở La Ghi ạ. La Ghi. Cũng La gần Ghi. Thôi em. Điểm nào mà em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng. Ừ. Nhậu nhẹt nhiều. Ừ. Nói nhiều. Tóc bị hói á chị. Bên đây có hói mà hói hiền hòa. Nhẹ nhàng thôi. Dạ, nhẹ nhàng thì được ạ. Chứ hói nhiều quá nhìn thấy nó xấu. Hói nhiều có gì đâu mà sợ. Dạ, nó xấu anh. Vậy còn mẫu mà người bạn trai lý tưởng mà em mong muốn là gì? Giống như anh Huyền Linh là được rồi chị. Biết quan tâm, lo lắng. Anh Huyền Linh là hói nặng. Không, nhưng mà em nghĩ là tính tình rồi hình dáng rồi gì đó chị. Anh đâu có hói nặng đâu, anh cũng hói hiền hòa mà. Sao cô gái nào bước vào tham gia chương trình cũng mong muốn một mẫu người lý tưởng là như anh Huyền Linh nhỉ? Ê cha. Em chào anh. Chào em. Dạ. Trời ơi. Chào em. Người ta dễ thương vậy mà không thấy được đúng không em hả? Dạ đúng rồi. Ừ, bên đàn gái đưa ra tiêu chuẩn như vậy em thấy em có bao nhiêu phần trăm đáp ứng được? Em thì cũng được 70-80. 70-80 luôn ha. Chỉ có hơi hối hiền hòa chút thôi. Trong tâm trí của em tưởng tượng người yêu của em như thế nào? Thùy mị. Thùy mị. Đơn giản và biết quán xuyến là được. Ừ, tội nghiệp lắm em, 31 mà chưa nắm tay con gái lần nào chứ á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao dạ. Nha. Đàn trai đi với ai vậy? Dạ, mẹ với lại hai anh chị. À, có gia đình hả? Xin dạ. Chào đàn trai. Dạ, xin chào Quyền Linh với lại Quân Hâm Thư. Dạ. Rồi, chào đàn trai. Tùng nói chung là hồi nhỏ dạ là nó con trai thật sự. Mình sinh ra mình biết. Tại nó hiền quá, thành thử ra nó nhát gái nữa. Không có dám tỏ tình với ai hết, thích người ta nhưng mà không dám tỏ tình. Bạn gái bên đây thấy cũng dễ thương, cũng được. Thì đến đây cũng có cái duyên thì cho hai đứa tự quyết định chứ con chịu đâu, cha mẹ chịu đó. Cảm ơn đàn trai rất nhiều. Thấy không, mẹ ủng hộ rồi đó. Hoa, hôm nay em tới đây với ai? Dạ, em tới với cô và chị em và bạn bè ạ. Dạ, chào người nhà của Thoa, chào cô. Con xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư cùng mọi người trong trường quay hôm nay. Thì Thoa của em thì mạnh mẽ có, thì mị có, nhưng mà cái tính tự lập của chị rất là cao. Cái khả năng làm việc của chị ấy rất là dữ dội. Anh bên đây thì em thấy học bác vui vẻ. Chưa có mối tình bắt vai thì thấy cũng hơi bồn chồn. Hơi bồn chồn chút mình... ha. Đến với chương trình hôm nay thì cũng như là một cái duyên. Cũng mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội. Cảm ơn nhà gái. Một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người ở Bình Thuận. Nếu như hai đứa có thể đến với nhau thì em có đồng ý vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp? Thương nhau và tin tưởng nhau, yêu nhau thì nơi nào mà có dễ xin việc làm hay gì đó thì mình có thể đến với nhau. Mở rào. Đó, không gian này của hai đứa đó. Chào. Tặng bông. Tặng. Tặng ít. Em cảm ơn. Em cũng có quà tặng anh. Dạ, rồi, đây là đặc sản của em, Bình Bình Thuận đem vô. Dạ. Tiêu quá. Dạ không ạ, thanh long ạ. Thanh long. Rồi, cảm ơn. Ở gì vậy? Hả? Dạ thanh long. Ăn được không? Dạ được. Nhớ chia tuần trái nha. Dạ.
Thầy Thanh Long trồng đó. Dạ. Không thuốc. Hả? Organic hả? Sao biết không thua không thuốc? Nhà trồng. Ruột đỏ ha? Dạ. Rồi được á. Là sao ý anh là sao anh Linh? Chúc mình sinh con trái hai mình chia. Rồi. Nhìn đi Tùng, nhìn cô gái đi. Thấy sao? Được, dễ thương. Được sao? Anh hãy để bạn tự lực cánh sinh đi. Chứ không tự lực cánh sinh biết khi nào mới có bạn gái. Tại tính tình nhé. Anh lo quá, thôi tự do đi cưng. Anh có thích yêu xa không? Anh không quan trọng. Quan trọng là hai bên cùng hòa hợp là được. Ví dụ như yêu xa vậy rồi khoảng bao lâu thì mình gặp nhau được? Khoảng một tháng. Anh có hay đi du lịch ở Bình Thuận không? Bình Thuận hồi trước là Thanh Linh. Ở chỗ em thì biển nhiều lắm, giờ này nó phát triển nên anh có cơ hội thì cứ ghé chỗ em chơi. Okay. Em sẽ dắt đi miễn phí luôn. Anh có sách tắm biển nữa. Anh có hay nhậu không? Cũng có nhậu. Chắc em nghi nhậu nhiều lắm đây. Tại vì em nghe trai miền Tây là nhậu thôi. Không, vì anh nhậu tùy ví dụ như có việc thì nhậu, chứ không có nhậu kiểu này. Nhậu liên bi, ly bì. Em thấy trai miền Tây toàn là uống rượu của anh. Toàn cảnh không, em thấy sợ. Tôi trai miền Tây nha. Đụng chạm nha, tôi không có nhậu nha. Tôi không có lầy nha. Tôn, em nghĩ như thế nào về việc là Thoa đã từng hai lần đăng ký lấy chồng Hàn Quốc? Quan trọng là cái sự ổn định thôi. Thì mình cung cấp sự ổn định thì nó sẽ là ok thôi. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhưng mà chất lượng bên trong có tốt hay không? Chất lượng, cái đó tự em kiểm tra. Tại nãy anh nói anh nghi rồi. 31 tuổi chưa nắm tay đó. Đúng rồi. Anh có 6 muối không? Em nghi anh 1 muối. 1 muối. Bây giờ để tạo điều kiện thêm để xem có cảm giác gì không? Hai đứa lại nắm tay cái coi. Chủ động nào, nắm chặt tay nhau hai đứa coi. Chắc chắn chưa anh? Chắc chắn. Đâu, nắm coi sao? Nắm đi, nắm tay coi. Ta trái ta phải nè. Gì, bắt tay hả? Chưa phải bắt mày. Rồi nắm tay. Rồi nắm tay. Dạ ấm. Không phải, từ từ. Đây nè, ta buông cái này ra. Thử coi. Hai đứa nhìn nhau chứ nhìn anh chứ. Ta nhìn anh là có vấn đề nha. Anh Linh, anh vòng ra sau lưng đi. Đứng đỡ, sợ xỉu. Được chưa anh? Được rồi. Không, chưa, để coi. Anh xỉu, dạ anh nó rung quá. Em thấy anh đang rung. Hả? Em thấy anh đang rung. Tôi đang rung đó. Dạ đúng rồi. Tôi rung cả người luôn chứ. Tại giờ anh chưa nắm tay, anh rung. Em nhìn thẳng mắt cô gái này coi. Nhìn thẳng mắt cổ, nhìn vô. Nhìn coi. Thở đi em, thở đi, hít thở. Hít thở sâu vô, từ từ nó rung. Hít sâu vô, nhìn thẳng mắt cô gái ấy, nhìn thẳng vô. Đừng có nhìn anh. Em rung. Rung cái gì? Có anh đây nè. Không nhìn đâu hết nha. Rồi. Nhìn thẳng coi. Thấy mắt cô làm sao? Lớn. Hai mí. Hai mí. Nhìn thẳng vô mắt đang. Đừng có nhìn qua anh. Thấy có cảm giác gì chưa? Thấy rung rung, hồi hộp. Hồi hộp đúng không? Hồi hộp với anh hay với cổ? Với cổ. Nhìn đi, nhìn cổ được, có buông ra. Coi như không ai đi. Nói gì với cổ đi. Em dễ thương. Rất là dễ thương. Dạ rồi em hiểu. Anh thích kìa. Anh phải mạnh mẽ lên. Phải cầm lâu á. Tự nhiên thì anh mỏi chưa, thả ra đi. Rồi. Đó rồi anh cứ nói đi. Nắm tay mà nó nói sao nắm tay lâu quá vậy. Cảm giác giờ sao? Hơi bị rung. Hả? Hơi rung. Hơi bị rung đúng không? Tim mà đập nhanh. Vậy là có chút xíu bản lĩnh đàn ông rồi đó. Dạ. Thôi được rồi. Đây là một cô gái rất là bản lĩnh. Hả? Anh hy vọng rằng em, nếu mà hai đứa đến với nhau thì em sẽ hỗ trợ cho anh ấy. Đây một con người rất là dễ thương. Thật sự người ta gọi đây là quý hiếm đó. Thoa anh cứ đi. Rung quá. Mình làm giúp bạn bớt rung đi em. Em hát một khúc thôi nha. Dạ. Đêm hôm nay sao quá chơi vời, đằng lòng đau bước chân ra rời. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa mù khơi. Khi xưa mình bên nhau em giấu không nói ra, nên anh đâu biết yêu thương trong em là bao nhiêu là mong, nhiêu là mơ, nhiêu là yêu. Suốt cuộc đời này chắc không bao giờ anh hiểu. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi hãy đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã có phải dừng lại, mong anh ấy. Dạ, lẹt rồi. Mày là tên gì em? Dạ, về đây em lo ạ. À, về đây em lo.
Nãy giờ là mình nắm tay, mình cảm nhận với nhau, mình chia sẻ với nhau rất nhiều. Bây giờ tới một cái thời điểm hết sức là quan trọng là bấm nút. Nếu có cảm tình với nhau, chúng ta hãy mạnh mẽ lên, kiểm tra lại con tim mình. Nếu các bạn cảm giác thật sự rung động thì bấm nút. Nếu không phải, chúng ta nhường cái nút bấm đó cho hàng triệu người đang xem truyền hình bấm. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại. 3 2 1 Hết thời gian. Oh. Nắm tay. Nắm tay hả? Đã mới nắm rồi mà. Là không thích nắm nữa hay sao? Không, hả Tùng? Nắm sợ, sợ bạn gái ngại. Sợ nắm hoài bạn gái ngại mà. Thì bây giờ hung nè. Thôi. Thôi, thôi, thôi. Thôi, sợ ngại. Nụ hôn đầu tiên của em nha. Nụ hôn đầu tiên hết sức là quan trọng trong cuộc đời của Tùng. Lê Quốc Tùng, anh muốn là em phải hung để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Nếu mình không hung là mình không phải đàn ông đó nha. Không, không phải. Sao bạn gái ngại, thôi hung tay vậy thôi. Bạn không có ngại. Bây giờ em xin phép cô đi. Thì trước giờ cũng chưa quen ai nên tính của con nó nhát. Vợ cô cho em sắp sinh hung tay. Đấy. Không, hung má, không hung tay. Dạ, hung má một cái thôi. Bắt đầu. Từ từ thôi, má chứ đâu phải là... Dạ, tóc được rồi. Không, 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 không. Nụ hôn đầu đời hết sức là quan trọng. Đây là dấu ấn đầu đời nào. Không, đàn ông, đàn ông. Rồi, cuối cùng Tùng cũng có nụ hôn đầu đời. Nghe nhau ngọt kìa. Ngọt ha. Vô, nắm vô. Thôi gì thôi. Tự nhiên thôi.